Xin chào bạn, mình là Dân Dê. Chào mừng anh trở lại với một video tư vấn laptop trên kênh YouTube của mình. Và ngồi bên cạnh mình hôm nay vẫn là anh Trung, chủ của laptop Trung Trần. Vâng, xin chào Dương và xin chào các bạn, mình là Trung Trần. Rồi, và bây giờ để không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ đến ngay với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến bạn Nguyễn Huy, bạn hỏi là: con chào hai chú, con có câu hỏi muốn hỏi. Đó là giữa ba lựa chọn đều dùng 3070 Ti, đây là card đồ họa đấy, thì nên lựa chọn mẫu nào? Thứ nhất đấy là HP Omen 16 Ryzen 7 6800H. Thứ hai nữa là Helios 300 i7 12700H. Và thứ ba là Legion 5 Pro Ryzen 7 6800H. Chúc kênh ngày càng phát triển, cảm ơn rất nhiều. Anh Trung, anh thấy sao? Và bạn Huy có đang phân vân ở đây, thì mình nhìn, các bạn có thể nhìn đây, ở đây luôn ấy, riêng về con CPU thôi. Đấy, thì anh sẽ tư vấn cho bạn là nên mua mã nào có CPU là i7 12700H hơn là sử dụng Ryzen 7 6800H, bởi vì là điểm single core và multi core của i7 12700H cao hơn khoảng 15-20% so với Ryzen 7 6800H rồi. Tiếp theo ấy thì bạn đang phân vân mẫu Omen và Acer Predator Helios 300 này và Legion 5 Pro. Sự lựa chọn giữa ba mẫu này ấy, mình khuyên bạn là nên mua Acer Predator Helios 300. Vì sao? Thì Trung Trần như ở đây, các bạn có thể xem là Trung Trần đang có mã Acer Predator Helios 300 này. Vâng. Thì anh em có thể xem ở đây là với dòng Helios 300 ấy thì anh em sẽ có gần như là full kim loại hết. Full kim loại hết. Duy nhất ở dưới đáy thì gần như mẫu gaming nào cũng sử dụng là nhựa cao cấp. Một lý do tiếp theo ấy là mình sẽ khuyên bạn mua mẫu này là bởi vì là sẽ có chiếc này có cấu hình cực kỳ cân đối. i7 12700H, RAM 16, ED1T. ED1T, màn hình sẽ là màn 2.5K. Tần số quét lên đến là 240Hz. Và tiếp theo ấy, chiếc này sẽ có là bàn phím, được trang bị bàn phím gọi là cao cấp hơn so với hai chiếc này. Chính là bàn phím có led Perky cực kỳ đẹp. Rồi, em thấy đây rồi. Bàn phím này kiểu này. Tiếp nữa đi anh. Duy nhất một chiếc này sẽ có một nhược điểm một chút so với Legion 5 Pro 2021. Chính là chiếc này đang có cái tỷ lệ màn hình chỉ là tỷ lệ màn hình 16:9 thôi. Đúng còn rồi. Đối với là Omen cũng là 16:9 này. Còn Legion 5 Pro sẽ được tỷ lệ màn hình là 16:10. Vâng, 16:10. Chính ra mà em này mà kéo dài xuống đây một tí, bởi vì em thấy cái viền này nó làm khá là dày đấy anh này, mà nó 16:10 thì nghĩ là gần như là vô địch luôn, đúng không? Trong tầm giá rồi. Vâng. Bàn phím led Perky. Vâng, như vậy thì thực ra là với cái nhu cầu này của bạn Nguyễn Huy thì em nghĩ là cái sự lựa chọn ở giữa chính là Helios 300 i7 12700H sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất, đúng không anh? Đúng rồi ạ. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Xuân Hương 2K5. Bạn hỏi là: em là sinh viên sư phạm, cô giáo tương lai đây, cần làm PowerPoint slide trình chiếu. Em muốn hỏi là có máy nào sau khi em đi làm rồi mà vẫn có thể dùng được không ạ? Trong tầm giá từ 8 đến 10 triệu và có thể cố lên tối đa là khoảng 12 triệu thôi nha anh nhá. Thi thoảng em có chơi Liên Minh Huyền Thoại nên cấu hình càng cao càng tốt ạ. Anh Trung thấy sao? Ví dụ như ở trong nhu cầu của bạn đang muốn là trình chiếu PowerPoint, slide, trình chiếu thuyết trình thì mình sẽ khuyên bạn là nên mua Dell Latitude 7400 phiên bản màu bạc này. Dương và các bạn chú ý là với phiên bản Dell Latitude 7400 phiên bản màu bạc này, nó sẽ là phiên bản khá là giới hạn. À, phiên bản giới hạn nghĩa là số lượng mình nhập về là không nhiều. Đúng rồi, để có được những phiên bản màu bạc như thế này thì khá là hiếm. Vâng. Như đợt này Trung Trần đang về mẫu Dell Latitude 7400 phiên bản của Dell Defobis sẽ có hộp cắt tông đầy đủ. Với phiên bản 7400 này anh em sẽ được về cái màn hình, rất nhiều công nghệ. Rất nhiều công nghệ về màn hình. Đúng rồi. Anh có thể nói qua. Anh sẽ nói qua ở đây luôn cho Dương, anh và anh em là màn hình sẽ là màn hình Full HD IPS có cảm ứng. Đấy, hai cái này thì gọi là bình thường rồi. Có cảm ứng thì thực ra là có cảm ứng ở trong tầm giá này là cũng không phải là quá bình thường đâu, cũng là nổi trội đấy. Không phải quá bình thường. Vâng. Nhưng đối với máy này thì có một cái khá là hay, chính là camera có nhận diện khuôn mặt và có vân tay này. Có vân tay. Đấy. Tiếp theo ấy là có một cái cực kỳ hay đây nữa là gì? Sẽ có công nghệ chống nhìn trộm của Dell. Ê cha, cái này là hay đấy. Anh nói đến chống nhìn trộm là làm cho em liên tưởng đến là mấy cái dán màn hình của iPhone mà nó dán ra bên ngoài, đúng không anh? Đúng rồi. Cái này thì không phải dán gì luôn mà nó không phải dán gì luôn. Cái công nghệ của màn hình của Dell luôn rồi. Các bạn có thể ấn F9. Vâng, đã, tức nó thành ví dụ như ví dụ như bây giờ này, anh ngồi nhìn thẳng như thế này thì nhìn hoàn toàn rất là rõ ràng, nhưng mình chỉ cần ngồi lệch đi một chút thôi, rất khó nhìn các nội dung mà mình đang làm việc. Vâng, cái này thì cũng đảm bảo cái tính riêng tư cho cô giáo chứ, đúng không anh? Đúng rồi, là quá hợp lý luôn. Vâng. Và đặc biệt là chiếc này sẽ có gần như đầy đủ các cổng luôn, cổng HDMI có đầy đủ này, tai C cũng có đầy đủ này, tai A có đầy đủ. Vâng, các cổng có đầy đủ hết. Vâng. Nói chung là đây là một trong những mẫu rất là phù hợp dành cho bạn Xuân Hương 2K5. Nhưng mà bạn có hỏi là có thể lên tối đa 12 triệu. Vâng. Nhưng mà với tối đa 12 triệu ấy, thì gần như là mấp mé sẽ có các bạn sẽ có Acer Swift 3, nhưng vấn đề của nó là với bạn Acer Swift 3 bây giờ ấy, tình trạng khan hàng và có hàng tốt bây giờ đang cực kỳ ít. Vâng. Cực kỳ ít, cho nên nếu mà bạn cố lên được trong khoảng giá gần 15 triệu thì bạn có thể nên tham khảo cái mã Dell Inspiron 5420, nó là tuyệt vời nhất.
Vâng, cái này coi như là mở rộng thêm cho các bạn khác thôi, tại vì là ở đây bạn ấy ghi là em có thể cố lên tối đa là 12 triệu rồi. Thì thôi thì em nghĩ là chắc là cũng không cần phải bắt bạn phải sử dụng tối đa cái ngân sách mà cái mẫu này phải... Vâng, là hợp lý đúng không anh? Với giá trị trên 10 triệu là bạn có thể giải quyết hết tất cả nhu cầu của bạn rồi, có thể đúng rồi. Liên minh huyền thoại tốt rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nào. Các bạn hỏi là cho em hỏi là tầm giá dưới 20 triệu thì mua laptop nào để làm Java web full stack nếu mà mỏng nhẹ được thì càng tốt. Em cảm ơn hai anh rất nhiều. Anh trông thấy sao? Thời gian với nhu cầu của bạn ấy, trong tầm giá khoảng 20 triệu thì bạn nên mua ngay Dell Prism 5550. Vâng. Đấy. Về cái ngoại hình của Dell Prism 5550 thì anh em có thể thấy ở đây. Đây sẽ là chiếc Dell Prism 5570 nhá, nhưng với 5550 vâng. Thì ngoại hình nó gần y chang này rồi. Đấy. Vâng. Thì anh em có thể thấy này, cực kỳ mỏng nhẹ. Chiếc này đối với dòng máy chạm nhá mà chỉ có là 1,9 cân. 1,9 cho đến 2 cân là cùng luôn. Đấy, màn hình các bạn có thể thấy này, gần như là tràn viền hết. Nó cũng không thể nào mà làm mỏng hơn được rồi. Từ 5550 đến 5570 là vẫn như thế này đúng không anh? Đúng rồi, nó mỏng tối đa rồi đấy anh ạ. Với 550 thì anh em thể thấy là có vân tay này. Và các bạn ơi, các bạn chú ý này, đối với những option về nhận khuôn mặt này hay là về vân tay này thì nó chỉ là option thôi nhá. Cho nên là các bạn khi mà mua ấy thì gần như sẽ có những chiếc mà nó sẽ không vân tay và có chiếc nó sẽ không có nhận diện khuôn mặt đâu. Nghĩa là không phải như kiểu là con nào nó cũng trang bị như thế đúng không anh? Đúng rồi, nó chỉ là option khi mà mình mua ban đầu tiên theo máy. Vâng, chính ra là em thấy là với cái nhu cầu này các bạn ấy, bạn ấy mua con 5550 là cái ngoại hình nó giống con 5570 này thì thứ nhất là nó mỏng nhẹ, thứ hai là chính ra là em thấy là đây nó giống như kiểu một cái mẫu MacBook mà chạy Windows ấy đúng không anh? Rất giống luôn. Rất giống luôn này, các bạn nhìn này. Thừa chỗ nào phát là cho loa vào này, touchpad rất to này vì màn hình rất là mỏng. Mà mức giá mà so với MacBook thì rẻ hơn rất là nhiều rồi. Đúng rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Sơn Lê Ngọc, bạn hỏi là hai anh chị em hỏi, nhu cầu của em là chỉ có office cơ bản, thi thoảng dùng chữ ký số của Viettel để đấu thầu qua mạng cũng như là giải ngân ngân hàng online. Thi thoảng thì dùng AutoCAD 2D để mà đọc bản vẽ nữa. Dùng MacBook thì chip M-Series và cài Win qua máy ảo thì có ổn hay không? Đấy, và tầm giá thì 40 đến 50 triệu quay đầu. Chúc anh sức khỏe, chúc kênh ngày càng phát triển, em cảm ơn. Anh Trung ơi, em thấy như này, có nhiều bạn bây giờ chúng ta mua MacBook về xong rồi chúng ta lại nghĩ đến việc cài Win vào thì em nghĩ là nó sẽ không hợp lý bằng việc là nhân mua hẳn một cái máy Win chứ đúng không anh? Đúng rồi, thì với nhu cầu của bạn ấy thì mình khuyên bạn là nên mua máy Win nhé. Với nhu cầu của những ai mà đang dùng MacBook ấy, thì sẽ phù hợp với những anh em nào làm về content creator này hay là digital marketing này vân vân, và những bạn làm về designer sử dụng nhiều bộ Adobe đấy. Nhưng bạn lại đang dùng phần mềm là chữ ký số này và các phần mềm về khối đồ họa kỹ thuật thì mình khuyên bạn là nên 100% là mình dùng Win thì mới đảm bảo được cái hiệu năng và cái trải nghiệm của bạn khi mà dùng máy. Vâng. Đấy, thì với trong tầm giá từ 40 đến 50 triệu này thì mình có thể tư vấn một số mẫu máy sau. Đối với Dell thì bạn nên tham khảo ngay mẫu Dell Vision 5570. Đây chính là mẫu này đây. Chính là mẫu này luôn. Mẫu này thì bây giờ là bên mình đang bán giá bao nhiêu anh? 5570 này sẽ có khoảng giá từ 28 cho đến 35 triệu tùy cấu hình nữa. Như vậy là bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền luôn, nghĩa là kể cả 35 triệu bạn có thể tiết kiệm được từ 5 cho đến 15 triệu so với ngân sách mà bạn bỏ ra rồi. Số tiền còn lại để làm việc khác đúng không anh? Đúng rồi Dương ạ. Còn đối với dòng ThinkPad thì Trung Trần đang về mã ThinkPad P1 Gen 5. Vâng. Đó. Đây là P1 Gen 2 thì cái sự khác biệt của Gen 5 nó khác nhiều so với Gen 2 nhiều lắm không anh? Dương ạ. Như ở đây thì anh có mang cái mẫu P1 Gen 2. Vâng. Đấy. Chiếc này thì nó sẽ là cái ngoại hình của nó gần giống như P1 Gen 5 thôi. P1 Gen 5 thì Trung Trần đang về hàng các bạn nhé. Đang chưa có mẫu nữa ở đây để show cho anh em. Vâng. Thì với P1 Gen 5 thì màn hình gần như là tràn viền, cũng giống như là giống hình như này. Dell 5570 này. Vâng. Đấy. Bàn phím ấy thì sẽ có hai giải loa bên cạnh này. À, thế thì cái thiết kế nó kiểu form như con này. Đấy, thế chính ra là bây giờ nếu mà chúng ta thích MacBook nhưng mà thích chạy Windows, thế thì giống như câu hỏi phía trên thì em cũng bảo là cái này là sự lựa chọn hợp lý nhất. Đấy, khối lượng như anh nói có 1,9 cân, thiết kế thì cũng full kim loại rồi, bàn phím gõ rất là sướng, thừa chỗ nào ra phát để loa touchpad này đây, để cho bạn dễ hình dung này, để cái iPhone 15 lên đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Mà vẫn còn thừa, còn dư luôn này. Thế có bao giờ anh em mình vuốt iPhone 15 mà anh em mình cảm thấy nó thiếu chỗ hay không? Không bao giờ luôn đúng không anh? Đấy, xong rồi, viền này. Em nói thật sự đẹp hơn MacBook ở chỗ ông MacBook mà như này là ông khoét tay hỏng luôn đấy. Đúng không ạ? Viền như này thì theo các bạn còn đòi hỏi gì mỏng hơn được nữa. Đấy, và đây cũng là cái chiếc máy mà mình và anh Trung sử dụng để mà đọc câu hỏi để mà trả lời cho bạn trong video ngày hôm nay đây. Đấy, cấu hình con này ổn chưa anh? Dương ạ, với Dell Vision 5570 này sẽ có cấu hình là i7 12700H hoặc là 12800H, RAM 16GB, SSD 512GB hoặc 1T, và màn sẽ có hai option các bạn nhé. Màn là màn Full HD cộng, tỷ lệ cũng 1610 rồi, và một option màn nữa là màn 4K có cảm ứng. Đây, có cảm ứng đây luôn. Và tiếp theo đến card đồ họa sẽ là được nâng cấp từ như các thế hệ trước sẽ dùng card Quadro. Còn với những thế hệ như thế này thì đã được nâng cấp lên card RTX A1000. Rồi. Đây, và demo luôn cho các bạn đây. Chính là cái phiên bản hôm nay anh em mình mang tới là phiên bản này khá ok chứ đúng không anh? Đúng rồi. Đây là phiên bản option màn hình 4K ấy. 4K đấy, siêu nét luôn. Như vậy đây là
coi như là một cái mẫu MacBook mà lại chạy Windows. Chạy Windows luôn. Và thương hiệu Dell là cũng là của Mỹ luôn và cũng là thương hiệu siêu bền bỉ thôi. Đúng rồi. Thì cũng không có gì phải lăn tăn cả. Tức là nếu mà bạn ý vẫn muốn có một cái máy mang tính hơi hướng gaming hơn thì Trung Trần cũng đang về mẫu Dell Alienware X16, mẫu mới nhất của năm 2023 rồi. Đấy thì cực kỳ đẹp. Hôm sau thì cho em mượn để em tiếp tục làm review. Chắc chắn rồi. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Có bạn hỏi, bạn Yến Nguyễn có hỏi là: chào chú, cháu hiện đang học năm nhất ngành luật. Cháu cần một máy phục vụ các nhu cầu cơ bản như là Word, Excel, PowerPoint và có thể dùng bền cho công việc luật văn phòng, bàn giấy sau này. Giá rổ loanh quanh tầm khoảng trên dưới 10 triệu thôi. Dạ. Thế thì vừa nãy anh em mình vừa mới tư vấn con này đúng không anh? Dạ. Với câu hỏi của bạn Yến Nguyễn này thì mình vẫn khuyên bạn là nên mua ở trong thời điểm này, nên mua cái mẫu Dell Latitude 7400 này. Và anh em chú ý nhé, với cái option màn như thế này ấy, thì nó rất là ít. Đấy, anh em nào mua ở trong cái khoảng thời gian này thì còn thôi. Đấy, còn sau này thì cũng có cái, có thể cũng có mẫu màu bạc, nhưng màn nó, cái màn hình nó sẽ không được như thế này đâu. Giá thì mình vẫn để bằng nhau thôi. Anh em nào mua sớm thì sẽ được cái màn hình như thế này. Vâng. Thế thì mở rộng thêm cho các bạn nữa là em Viễn Kha vừa mới làm một con mới mượn ở bên anh. Đấy là Dell Virtual Chip Ryzen 5. Đúng rồi. Thì con đấy được cái là nó là hàng mới tinh luôn. Đấy. Thì về cơ bản là hàng mới, mà nếu mà so với một cái hàng đã qua sử dụng thì nó sẽ phải giảm một chút về mặt cấu hình rồi đúng không anh? Ừ, nó sẽ có sự đánh đổi ở đây. Vâng. Nếu như anh em mà muốn như kiểu là không muốn hàng cũ như thế này thì anh em lại muốn hàng mới, nhưng mà hàng mới thì anh em sẽ phải đánh đổi về cái chất lượng vỏ này. Vâng. Đấy. Ví dụ như Dell Latitude 7400 này nó là hàng qua sử dụng, nhưng cái vỏ của chiếc này thì Dương có thể cầm ra cầm chắc nịch luôn. Đúng rồi, cầm chắc nịch luôn. Nó là gần như là full kim loại, duy nhất ở dưới đáy sẽ là nhựa cao cấp thôi. Vâng. Còn đâu tất cả nó là vỏ kim loại hết. Con kia là full nhựa sần. Em mới làm xong. Đúng rồi. Dương đối với Dell Virtual 3425 ấy thì nó là chỉ là vỏ nhựa. Vâng. Vỏ nhựa. Đấy thì đấy đúng là cái mà chúng ta phải đánh đổi rồi. Đấy thì các bạn cũng có thể thêm tham khảo thêm cái con đó. Rồi, và câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn laptop ngày hôm nay. Các bạn còn bất kỳ câu hỏi nào nữa hãy để lại comment ở phía dưới, rồi hôm sau anh Trung sẽ cố gắng trả lời hết cho các bạn nhé. Và các bạn nên nhớ rằng là ở laptop Trung Trần chúng ta sẽ luôn luôn có rất nhiều những cái mẫu laptop, phần lớn là nhập Mỹ, giá cả thì nó là cực kỳ tốt rồi và cấu hình cực kỳ cao ở trong cái tầm giá, và chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền so với việc là mua ở bên ngoài thị trường. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.